Hello, chào các bác chị em ha. Em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều, bác chị em đã theo dõi kênh tay máy của em cũng như là đăng ký kênh cũng như là mua máy ủng hộ bên em ha. Hôm nay em quay cho bác chị em tham khảo động cơ ba máy, con này là Yanma D662, dung tích là 0.656 nha, đâu đó nó 15 ngựa bác chị em. Con này là siêu VIP luôn. Đấy. Hôm bữa giờ em về được con á, em bán rồi, bán cho ông anh ở Ninh Thuận nè, Quảng Ninh này. Đấy. Đẹp quá, nhìn phê vãi quá chứ. Mới cực kỳ luôn ha, quả mới rất tinh. D662 học bồ lên nè, chẳng phiếu luôn ha. D662 con này dùng tua nó 3,5 nha các anh chị em. Đấy, tua nó 3,5. Con này có anh chị em chạy đấu vô mấy cái phát điện mà để sạc pin máy bay quá chị em, thay cho cái máy xăng á, ok ha. 662 thì tua nó cao hơn, các anh chị em có thể chạy nó đủ dòng tua hơn. Đấy, kèn xe ban quá chị em ha, mới quá. Cô bác nào mà đam mê cái dòng máy mà nó đẹp á thì xem được clip này á, hy vọng các bác chị em ủng hộ em cái con cơ này ha. Cực kỳ đẹp luôn quá nhỉ ha. Đấy, để máy đồng chí Kiệt ơi. Con này thì giá em có để trên tiêu đề các bác chị em. Các bác chị em có nhu cầu sử dụng thì alo cho em cái ha. Đấy, giá cũng rất dễ xài quá ha. Ra nữa con. Êm quá các bác chị em. D662 ha. Đã quá. Hy vọng các bác chị em nào xem video này thì thấy con máy này ưng bụng thì mua ủng hộ giùm em ha. Đây. Rồi, em cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em video tiếp theo nhé. Các anh chị em nào mà xem chưa đăng ký kênh á, đăng ký kênh ủng hộ giúp em để khi nào em có con máy nào mà đẹp á em quay lên, các anh chị em thấy ưng bụng á mua ủng hộ giúp em nhé. Dạ, cảm ơn rất nhiều.